Anh đưa em đi đến đây là được rồi. Hằng à, bây giờ anh có nói gì á thì cũng không thể nào thay đổi được nữa. Nhưng mà em ghét anh. Nếu như trước đây anh nói sớm hơn thì biết đâu mọi chuyện đã khác. Nếu như Trang không nói cho em biết thì anh sẽ định im lặng đến bao giờ? Đúng, biết trách ai bây giờ đây. Thật quá khó để nói tiếng yêu mà. Sao anh không nghĩ nếu yêu mà không nói ra sẽ là sự thiệt thòi cho cả đôi bên? Hằng à, không còn cơ hội để thay đổi sao em? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, hai nhà đã định đoạt hết rồi. Lần này em về sẽ là xa nhau mãi mãi. Hằng, Hằng ơi, em vẫn nhận lời yêu anh, dù biết rằng cuộc tình của mình sẽ rất ngắn ngủi, sẽ chẳng thể nào ở bên nhau mãi mãi. Thế nhưng mà đối với em, nó sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp của tuổi hoa niên. Thà một lần em được yêu còn hơn cứ ôm mãi một mối tình câm lặng. Để giờ anh trách em ơ thơ, xa người thương đành phụ bạc lời yêu đương, cho tình duyên tan tác, cho đôi đường chia ly. Đón xem người kể chuyện tình Lê Dinh, Tình yêu trả lại trăng sao, vào lúc 21 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2018 trên truyền hình Vĩnh Long 1, và phát lại vào lúc 12 giờ thứ Sáu ngày 14 tháng 9 năm 2018 trên truyền hình Vĩnh Long 2.